Chào mừng các con đến với bảng tiếp theo cùng cô Thanh Hà trong chương trình toán lớp 3 trên trang tuyển sinh 247.com ngày hôm nay. Hôm nay cô trò mình sẽ cùng tiếp tục ôn tập sang bài tập ôn tập thứ hai, đó là bài ôn tập bốn phép tính. Vậy thì ở trong các trường học trước thì cô trò mình đã cùng học bốn phép tính, đó là cộng, trừ, đi, chia rồi. Thì hôm nay cô trò mình sẽ cùng khái quát lại xem ở bốn phép tính này, ở những dạng bài toán khi học về bốn phép tính thì chúng ta có những dạng toán nào, và chúng ta sẽ cùng ôn tập lại nhé. Các con còn nhớ các dạng toán ở trong phần chúng ta đã học với bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia không nhỉ? Cô nghĩ rằng chúng ta đều có thể nhớ được đó là các dạng bài nào mà chúng ta đã được học, đúng không? Chúng ta sẽ cùng điểm lại các dạng bài toán mà chúng ta đã được học với bốn phép tính này nhé. Đó là tính nhỏ, dạng 1, đúng không? Dạng 2 đó là bản tính, chủ tính. Và dạng thứ 3 đó là dạng toán điểm x. Và dạng toán vô cùng mà chúng ta dễ dàng thấy đó là dạng toán diện, giải toán có lời văn. Và các con thấy rằng cả bốn dạng này vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Và đề thi nào mình cũng có, đúng không? Vậy thì chúng ta phải nắm thực chất này bốn ở phần bốn phép tính này để chúng ta có thể làm được bài thi thật tốt. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng vào dạng thứ nhất ở phần ôn tập bài ôn tập ngày hôm nay nhé. Dạng 1, tính nhầm. Khi tính nhầm thì chúng ta cần nhớ điều gì cho cô nhỉ? Tính nhầm khi đọc đề bài này thì chúng ta phải nhớ ngay đó là chúng ta phải nhầm thật nhanh, đúng không ạ? Tính nhầm thật nhanh là nhầm trong đầu và điền ngay được kết quả vào cái phần sau dấu bằng, đúng không ạ? Vậy thì để tính nhầm được thì chúng ta thấy rằng thường thường ở phần tính nhầm này đều là các số diện thực hiện các số diện cộng, trừ, nhân, chia các số tròn trọc, tròn nghìn, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng ở phần này như vậy thì nếu như thực hiện các phép tính đấy mà có xuất hiện đan xen các phép tính khác ở các phép tính với nhau thì chúng ta sẽ phải nhớ được những lượng kiến thức như thế nào, thì chúng ta cùng nhớ lại cho cô. Ví dụ nếu như trong phép tính đó có dấu ngoặc chẳng hạn, đúng không ạ, dấu ngoặc đơn, hay là trong phép tính có phép tính nhân chia cộng, trừ, nhân, chia chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào, thì chúng ta cùng nhớ lại cho cô xem kiến thức khi chúng ta thực hiện tính thì chúng ta sẽ tính nhầm như thế nào nhá. Chúng ta nhớ lại được chưa nhỉ? Chúng ta nhớ cho cô là nếu như có ngoặc thì các con cần phải nhớ cho cô thực hiện trong lúc trước và lúc sau, đúng không nào? Còn nếu như có nhân cộng, trừ, nhân chia thì phải ưu tiên nhân chia trước cộng trừ sau. Còn nếu như chúng ta ở trường hợp thứ ba chẳng hạn, nếu biểu thức chỉ có nhóm các phép tính cộng trừ hoặc là chỉ có nhóm phép tính nhân chia thì chúng ta nhớ cho cô là thực hiện từ trái sang phải, không cần ưu tiên. Để các bạn tránh máy móc ở cái phần dạng thứ hai, đó là cứ thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau, thì đến khi có ở trong dạng biểu thức chỉ có nhóm cộng trừ thì mà lại ở phép trừ đằng trước phép cộng đằng sau chẳng hạn, thì các bạn cứ nhớ là các bạn phải thực hiện cộng trừ trước, thì phải cộng phải đi thực hiện trước, trừ đi thực hiện sau, con không cần nhớ như thế nhé. Hoặc là ở trong nhóm biểu thức chỉ có nhân với chia mà lại phép tính chia đầu tiên chẳng hạn, tính nhân ở phía sau, thì các con cứ thực hiện là gì ạ? Máy móc là nhân trước sau đó mới đến chia. Không phải vậy, thì ở đây cô nhắc cho chúng mình ở phần định thứ ba, đó là nếu như biểu thức chỉ có nhóm các phép tính cộng trừ hoặc là nhân chia thì thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Tức là chúng ta ví dụ ở nhóm phép tính có trừ có cộng thì chúng ta thực hiện trừ trước cộng sau, hay là nhóm có chia có nhân thì chúng ta thực hiện chia trước nhân sau, hoặc là nhân trước chia sau, hoặc là cộng trước trừ sau, mà không cần phải ưu tiên các phép tính. Các con nhớ chưa nào? Ở phần bài này chúng ta cần nhớ cho cô ba kiến thức như thế. Thứ nhất, thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau nếu như có ngoặc, còn thực hiện ưu tiên nhân chia trước cộng trừ sau, còn nếu như ở trong nhóm biểu thức chỉ có cộng trừ hoặc là nhân chia thì thực hiện từ trái sang phải cho cô nhé. Bây giờ các con hãy vận dụng làm cho cô bài tập thứ nhất ở dạng số 1, tính nhầm. Ở bài này, bài 1, tính nhầm, cô có hai phần, phần A và phần B. Thì chúng ta thấy rằng ở phần A của cô đều là các số tròn nghìn, đúng không nào? Và ở đây cùng cả bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cộng như thế nào được gọi là tính nhầm? Chúng ta cần nhớ lại cho cô ở công thức A này, với phép cộng 30.000 cộng 40.000. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ cần cộng gì hả? Phần nghìn này thôi. Tức là 30
cộng 40 bằng 70. Hay nói cách khác, 30.000 cộng 40.000 bằng 70.000. Đúng chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta tìm được kết quả là 70.000. Sao chưa nào? Tiếp tục đến số thứ hai, với phép trừ 80.000 trừ 20.000 cũng như vậy, chúng ta thực hiện cho cô một phần nghìn nhé, hoặc là phần chục nghìn thôi cũng được. Chúng ta có này, 80 trừ 20 thì bằng 60, đúng không ạ? Mà 80.000 trừ 20.000 thì sẽ bằng 60.000. Chúng ta chỉ cần biết để cho nghìn mà nữa là xong, đúng không nào? Tiếp tục, 30.000 nhân 2 cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy phần nghìn nhân với 2. 30 nhân 2 thì bằng 60, hay 30.000 nhân 2 thì bằng 60.000. Số thứ 3, 60.000 chia 3. Như vậy chúng ta sẽ lấy phần nghìn là 60 chia 3. 60 chia 3 thì sẽ được 20. Như vậy chúng ta sẽ có là 20.000. Được chưa nào? Tiếp tục sang đến phần B thì chúng ta thấy rằng đúng như ở phần bước mà cô đã lưu ý với chúng mình ở phần dạng 1, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có này, tính nhẩm với phép cộng, phép trừ, đúng không? Thì chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải, chỉ có nhóm biểu thức cộng và trừ thôi. Chúng ta sẽ có này, đều là các số diện cho nghìn, 30 cộng 40 trừ 50. Như vậy 30 cộng 40 bằng 70, 70 trừ 50 bằng 20. Ở đây thêm phần nghìn nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có kết quả 20.000. Tiếp tục đến câu thứ hai, chúng ta thấy rằng là chúng ta có gì ạ? Phép nhân và phép chia, đúng không? Các con thấy này, chúng ta sẽ lấy gì ạ? Cho cô 3 ở phần hàng nghìn. 3 nhân 2 thì bằng 6. 6 chia cho 3 thì được 2. Mà ở đây chúng ta có 3.000. 3.000 nhân 2 thì bằng 6.000. 6.000 chia cho 3 thì bằng 2.000. Thế nào? Tiếp tục, ở đây chúng ta có biểu thức là gì ạ? Có trừ này, có cộng nhưng mà lại có dấu ngoặc. Thì chúng ta phải nhớ ưu tiên trong hoặc trước mà hoặc sau. Như vậy 20.000 cộng 30.000 thì sẽ 20.000 cộng 30.000 bằng 50.000. 80.000 trừ 50.000 thì sẽ bằng 30.000. Tiếp tục đến câu tiếp theo, chúng ta có này, 4.000, đúng không ạ? Nhân 5 chia 2. Như vậy chúng ta sẽ lấy 4 nhân 5 bằng 20 trước, đúng không ạ? 20 chia cho 2 thì được 10. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 10.000. Chưa? Tiếp tục này, chúng ta có biểu thức có cộng, có nhân. Chúng ta thực hiện nhân trước. Vậy thì chúng ta sẽ có 2.000 nhân 2 bằng 4.000. 4.000 cộng với gì ạ? 3.000 thì sẽ bằng 7.000. Tiếp theo chúng ta có biểu thức có trừ, có chia, thực hiện chia trước, đúng không? 8.000 chia 2 thì bằng 4.000. 14.000 trừ 4.000 thì sẽ bằng 10.000. Được chưa? Tiếp theo có dấu ngoặc, chúng ta có 3.000 cộng 2.000 bằng 5.000. 5.000 nhân 2 thì cũng bằng 10.000. Đấy. Như vậy chỉ cần nhớ được phần kiến thức cần nhớ của chúng ta mà cô đã vừa ôn tập lại cho chúng mình, và ba kiến thức cần nhớ thì chúng mình sẽ thực hiện bài tính nhẩm rất là nhanh, đúng không nào? Các con hãy so sánh bài trên bảng với bài mà chúng ta vừa thực hiện ở trong vở cho cô nhé. Nào, cô cho mình sẽ cùng chuyển sang dạng tiếp theo. Sau một tính nhẩm thì cô cho mình đã cùng ôn lại các phần kiến thức mà cần nhớ rồi, đúng không nào? Vậy còn ở dạng 2, đó là bài toán đặc tính nguyên tính, thì chúng mình cần nhớ lại kiến thức như thế nào nhỉ? Chúng mình cùng nhìn vào cho cô nhé. Cô đã tóm tắt cho chúng mình những phần mà chúng mình sẽ cần nhớ ở dạng toán này rồi đấy. Vì dạng toán này là một dạng toán rất là quen thuộc đối với chúng mình từ lớp 1 rồi, đúng không nào? Và lớp 2 chúng mình đã thực hiện tương đối nhiều. Đến lớp 3 nữa thì chúng ta thấy rằng riêng với dạng toán đặc tính dự tính thì chúng ta sẽ thực hiện cho cô. Đầu tiên đó là phải đặt tính theo cột dọc, đúng không ạ? Đặt tính cột dọc tức là chúng ta phải đặt các hàng gì ạ? Thẳng cột với nhau, đúng chưa? Và chúng ta thực hiện, nếu như là phép tính cộng thì chúng ta sẽ cộng phép tính cộng và phép tính trừ thì giống như nhau, thì chúng ta sẽ thực hiện gì ạ? Mức tính đó là lần lượt từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị,
đối với phép cộng và phép trừ, đúng chưa các bạn nhỉ? Còn đối với phép nhân thì chúng ta làm như thế nào nhỉ? À, riêng phần tính chúng ta sẽ phải nhớ cho cô là nhân từ thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái. Còn riêng đối với phép chia, khác so với ba phép tính còn lại. Ba phép tính thì chúng ta đều thực hiện từ phải sang trái. Nhưng ở phép tính chia thì các con cần lưu ý chia từng chữ số của số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải. Đấy, thì chúng ta nhớ được rằng chúng ta lưu ý khi chúng ta thực hiện đặc tính. Tuy rằng dễ nhưng mà chúng ta phải nhớ được, đúng không ạ? Và chúng ta có cần cô phải nhắc lại là có bao nhiêu yêu cầu không? À, dạng đặc tính ưu tính rất là quen thuộc, đó là có hai yêu cầu. Yêu cầu một là đặc tính, đó chính là toàn bộ sẽ đặc tính trong cuộc sống, đúng không ạ? Và yêu cầu tính, tính thì từng phép tính với bốn phép tính khác nhau thì cô đã đều cho chúng mình phần kiến thức tổng quát của phép tính đó. Ví dụ như cộng trừ và nhân thì chúng ta đều thực hiện từ phải sang trái, nhưng đối với chia thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Còn ở phép nhân thì chúng ta lại nhân ngược từ dưới lên lên, tức là từ thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất, đúng không nào? Còn ở phép chia thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, chúng ta sẽ phải chia từng chữ số ở phần vẹn, à, số bị chia cho số chia và chia theo từ trái sang phải. Còn cần bị điều đó. Khi đã nắm thật chắc được phần kiến thức cần nhớ ở cả bốn phép tính này rồi thì cô trò mình sẽ cùng vận dụng phần bài tập số 2 đặc tính rồi tính với yêu cầu thứ nhất của cô, đó là thực hiện phép tính cộng và phép tính trừ. Ở bài này cô cũng yêu cầu các con dùng màn hình và làm thật nhanh cho cô bài này vào phần nhé. Nào, cô trò mình sẽ cùng thực hiện bài tập số 2 này nhé. Đặc tính đầu tiên chúng ta sẽ đặc tính cô giọng, đúng không nào? Chúng ta viết số thứ nhất này, 4083. Sau đó số 2, nhớ rằng ở đây chúng ta phải nhận xét được hai số này có bao nhiêu chữ số đã, đúng không ạ? Và ở đây thì cô thấy rằng số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai đều là số 4 chữ số. Nên cô sẽ thực hiện tiếp này, đặt tính này. 3 sẽ thành 4 này, 2 này, 6 và 9. Số cộng là giữa hai số này. Tiếp tục cô đề số thứ 2, 8763 trừ đi 2469, đúng chưa nào? Tiếp tục về số thứ ba, đó là 37246. Nhưng ở số hạng thứ hai của cô chỉ là số 3 chữ số thôi, nên cô sẽ phải ứng số 1 với hàng trăm, thẳng hàng trăm, số 7 hàng chục, số 6 hàng đơn vị, đúng chưa? Tiếp tục đến số cuối cùng, phép tính cuối cùng cô có 6000 trừ đi 8879. Như vậy cô chỉ có hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị, đúng không nào? Sau khi đã thực hiện bước đặt tính xong thì chúng ta sẽ vẽ dóng thẳng hàng cô dọc rồi chúng ta sẽ kẻ ngắn để biểu thị cho dấu vào. Và chúng ta sẽ thực hiện bước số 2, đó là tính từ gì ạ? À, phải sang trái, đúng không nào? 3 cộng 9 bằng 12, viết 2, nhớ 1, chúng ta sẽ nhớ ở bên trên, nhớ sang hàng tiếp theo, nhớ số chục sang hàng tiếp theo. 8 cộng với 6 bằng 14, thêm 1 thì bằng 15, viết 5, nhớ 1 tiếp. 0 cộng 2 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3. 4 cộng với 3 bằng 7, viết 7. Vậy kết quả của chúng ta ở phép tính này đạt 7352. Đến phép tính thứ hai, 3 không trừ được 9, lấy 13 trừ 9 bằng 4, viết 4, nhớ 1. Sang chỗ trừ thì chúng ta nhớ rằng nếu quay ở hàng chục, quay một chục ở hàng tiếp theo thì chúng ta nhớ là sẽ trả sang số trừ, được chưa ạ? 6 thêm 1 bằng 7, 6 lại không trừ được cho 7, lấy 16 trừ 7 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, 7 trừ 5 bằng 2, viết 2. 8 trừ đi 2 bằng 6, viết 6. Như vậy kết quả phép tính 8763 trừ 2469 bằng 6294. Tiếp tục phép tính thứ 3, 37246 cộng 176. Chúng ta thực hiện 6 cộng 6 bằng 12, viết 2, nhớ 1,
4 cộng 7 bằng 11 thêm 1 bằng 12 viết ra. Nhớ 1 nhé. 2 cộng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4 viết 4. 7 không được gì, hạ 7, hạ 3. Thì sẽ có kết quả là 37.422. Đến phép tính thứ tư. 6.000 trừ 879. 0 trừ 9 lấy 10 trừ 9 bằng 1 viết 1 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. 0 không trừ được 8 lấy 10 trừ 8 bằng 2 viết 2 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. 0 lại không trừ được 9 lấy 10 trừ 9 bằng 1 viết 1 nhớ 1. 6 trừ đi 1 bằng 5 viết 5. Như vậy kết quả của chúng ta là 5.121. Như vậy chúng ta đã vừa thực hành xong phần với phép tính cộng và phép tính trừ. Còn vậy nếu như còn những phép tính khi chúng ta thực hiện dạng thứ hai đã tính rồi tính với phép nhân và phép chia như thế nào thì các con chuẩn bị sẵn sàng giấy bút để chúng ta ghi đề bài và chúng ta thực hành cho cô đối với phép nhân và phép chia nhé. Con hãy nhìn đề bài và thực hiện cho cô bốn phép tính này thật nhanh và trong vở nhé. Nào, chúng mình đã thực hiện xong thì nhỉ? Bây giờ thì cô trò mình sẽ cùng vào phần chữ bài. Cô có này, phép tính thứ nhất 3.608 nhân 12. Đúng chưa? Tiếp tục là 6.047 nhân 15. Và phép chia đó là 40.068 chia cho 2. 6.004 chia cho 5. Đúng là phép chia. Và chúng ta bắt đầu thực hiện đến phép tính thế nào. Như ở phép nhân thì cô đã hướng dẫn chúng mình đó là nhân từ lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất và thực hiện từ phải sang trái. Bắt đầu 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1 sang hàng chục, đúng không ạ? 2 nhân 0 bằng 0 thêm 1 bằng 1, viết 1. 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. Và chúng ta có kết quả là 7.216. Đến câu thứ 2, thực hiện nhân 7, 5 x 7 bằng 35, viết 5, nhớ 3. 5 x 4 bằng 20, thêm 3 bằng 23, viết 3, nhớ 2. 5 x 0 bằng 0, thêm 2 bằng 2, viết 2. 6 x 5 bằng 30, viết 30. Vậy chúng ta có kết quả của chúng mình không? Vậy thì chúng ta sẽ có kết quả là 30.235. Đến sang phép tính chia thì chúng ta nhớ rằng thực hiện chia từ trái sang phải, lấy diện chữ số ở hàng cao từ hàng cao nhất đến hàng thấp của số bị chia cho số chia. Vậy chúng ta thấy này, ở đây lượt chia thứ nhất của cô sẽ là 4. 4 chia 2 được 2, cô viết 2. 2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 sẽ bằng 0. Đúng chưa? Lượt chia thứ hai của cô là 0. 0 chia 2 được 0, biết không? 0 x 2 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Đúng không? Cô biết 0 xuống đây. Và cô hạ tiếp không? Cũng như vậy thì 0 chia 2 bằng 0, biết không? 0 x 2 bằng 0, 0 trừ 0 là 0, đúng chưa? Tiếp tục được chia thứ tư, cô hạ 6. 6 chia 2 bằng 3, cô biết 3. Chưa? 3 x 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0, biết không? Được chia thứ 5, cô hạ 8. 8 chia 2 được 4, viết 4. 4 x 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0, biết không? Như vậy, phép chia này có thường là 20.034 và là phép chia hết. Sang đến phép chia cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện cùng cô này. 6, chúng ta lượt chia thứ nhất, chúng ta lấy 6 chia 5 thì chúng ta sẽ ước lượng thương sẽ là 1, đúng không các bạn? 1 x 5 bằng 5, 6 x 5 sẽ bằng
bằng 1. Hạ 0 thì được chia thứ 2 là 10. 10 chia 5 thì được 2. Đúng không ạ? 2 nhân 5 bằng 10, 10 chia 10 sẽ bằng 0. Được chia thứ 3 cô hạ 0. 0 chia 5 được 0. 0 nhân 5 bằng 0, 0 chia 0 bằng 0. Cô hạ 4. 4 chia cho 5 bằng 0. 0 nhân 5 bằng 0. 4 trừ 0 bằng 4. Như vậy phép trên này có thương là 1.200 và số dư là 4. Và phép trên này là phép trên có dư, đúng không ạ? Đến đây các con lưu ý cho cô, khi ở lượt chia thứ tư mình hạ 4 xuống và mình thấy rằng số bị chia nhỏ hơn số chia và mình để luôn là số dư, đến bước này chẳng hạn mình để luôn là số dư là 4. Như vậy thì ở thương chúng ta sẽ nhận được thương chưa chính xác, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta vẫn phải có lượt chia là 4 chia 5 bằng 0 và 0 nhân 5 bằng 0, 4 trừ 0 bằng 4 và cuối cùng số dư của chúng ta mới ở phần cuối cùng là dư 4. Các con lưu ý ở phần cô đã lưu ý chúng mình ở phần phép chia với số ở trong phạm vi 100.000 với có các chữ số ở các lượt chia là 0 rồi, cô đã lưu ý ở phần bài dạy rồi. Nhưng phần ôn tập này thì cô nhắc lại để chúng mình nhớ được chưa nào? Vậy vì đối với phần đặc tính đơn tính với bốn phép tính này thì chúng ta cần nhớ cho cô những kiến thức và thực hành cho cô thực hành thạo với bốn phép tính này nhé. Bây giờ cô cho mình sẽ chuyển sang dạng thứ ba, đó là dạng tính đích. Bài thứ ba dạng tính đích đó chính là dạng tìm kiếm phần chữ đích của phép tính, đúng không ạ? Và đây chúng ta đang ôn tập phép tính. Vậy thì chúng ta cần phải nhớ tên gọi của các phép tính và tìm nó như thế nào. Ở đây cô có yêu cầu thứ nhất 1999 cộng x bằng 2005. Như vậy x ở đây có tên gọi thành phần là gì nhỉ? Trong phép tính cộng thì x ở đây có tên gọi là số hạng chữ biết, đúng không ạ? Tiếp tục đến sang phép tính thứ hai, yêu cầu thứ hai x nhân 2 bằng 3998. Như vậy trong phép nhân thì x có tên gọi thành phần ở đây là thừa số chữ biết, đúng không nào? Tiếp theo 75.000 trừ x bằng 35.000. Vậy x ở đây trong phép tính trừ, ở sau dấu trừ thì là số trừ, đúng không? Tiếp tục x chia 4 bằng 16.000. Như vậy thì ở đây x có tên gọi là số bị chia. Chúng ta phải nhớ được thành phần chữ biết trong các phép tính, trong các phép tính này là gì, và nhớ lại khi chúng ta vận dụng vào công thức nào, đúng không? Ví dụ như câu đầu tiên thì chúng ta nhớ ngay cho cô muốn tìm số hạng chữ biết ta làm như thế nào, đúng không? Và bài này các con cũng dừng màn hình cho cô mà, và các con sẽ làm bài này vào vở cho cô nhé. Nhớ lại kiến thức và chúng ta sẽ cùng xem rằng chúng ta nhớ được đến đâu và chúng ta làm như thế nào. Các con đã làm xong chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại với cô nhé. Đầu tiên muốn tìm số hạng chữ biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Còn ở sang muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Còn với yêu cầu thứ ba, muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Còn yêu cầu số 4, muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Và phần này cô vẫn luôn nhắc nhở các con đó là thực hiện giải đáp cho cô tất cả các phần thực hiện đến các con thấy chưa nào. Bây giờ thì vận dụng những phần quy tắc với từng thành phần trong các phép tính thì chúng ta sẽ đi thực hành nhé. 1999 cộng x bằng 2005 thì các con sẽ chúng ta sẽ có là gì? X bằng 2005 trừ đi 1999, đúng không nào? Vậy thì x ở đây bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé với cô nhé. Đây cô sẽ nhắc sang đây nào. 2005 trừ đi 1999, chúng ta có 5 không trừ được 9, lấy 15 trừ 9 bằng 6, viết 6 lấy 1, 9 thêm 1 bằng 10, không không trừ được 10, lấy 10 trừ 10 bằng 0. Nhớ 1, 9 thêm 1 bằng 10, không không trừ được 10, 10 trừ 10 bằng 0 tiếp. Nhớ 1 sang đây, 1 thêm 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0. Được kết quả chúng ta lại được là 6. Và thử lại lấy 1999 cộng 6 thì chúng ta thấy 9 cộng 6 bằng 15, viết 0 nhớ 1, 9 thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1,
9 thêm 1 bằng 10, viết không nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. Chính xác chưa? Chúng ta phải thử ngay lại sau khi chúng ta đã thực hiện xong. Và câu tiếp theo, tiếp tục cô sẽ làm câu muốn tìm số trừ nhé. Muốn tìm số trừ thì ta lấy số bit trừ, trừ đi hiệu, tức là ở đây chúng ta lấy 75.000 trừ đi 35.000. Đúng chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có x bằng bao nhiêu nhỉ? Chúng ta sẽ nhớ ngay lại cho cô ở dạng bài ôn ngày hôm tiết trước, đó là tính nhầm với số tròn nghìn, đúng không? Lấy 75 trừ đi 35, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? 5 trừ 5 bằng 0 này, 7 trừ đi 3 bằng 4, đúng chưa? Vậy 75 trừ đi 35 bằng 40, mà ở đây 75.000 trừ 35.000 thì bằng 40.000, đúng chưa nào? Và đến sang đến hai câu tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thực hiện với cô nhé. Sang đến câu tiếp theo, chúng ta muốn tìm số hạn chưa biết. Cô xin lỗi, muốn tìm thừa số chưa biết, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Chúng ta sẽ thực hiện cái bước tính này ra ngoài nháp cho cô. Chúng ta sẽ có này, 3.998 chia cho 2. Chúng ta có 3 chia cho 2 thì được 1. 1 x 2 bằng 2, 3 x 2 bằng 1, hạ 9. 19 chia cho 2 thì được 9. 9 x 2 bằng 18, 19 x 18 bằng 1 dư 1. 10 chia thứ 3 lại hạ 9, 19 chia 9, 19 chia 2 lại được 9 tiếp. Và 19 x 2 bằng 18, 19 x 18 bằng 1, hạ 8. 18 chia 2 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 18 x 18 bằng 0. Phép chia hết, như vậy chúng ta có kết quả là 1.999 là phần từ câu thứ 3. Đến tìm số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. Đây chúng ta áp dụng tính nhẩm luôn nếu như chúng ta thực hiện được nhá. Chúng ta sẽ có 16.000 nhân 4, như vậy chúng ta lấy 16 nhân 4 trước. 6 nhân 4 bằng 24, viết 4 nhân 2, đúng không ạ? 1 nhân 4 bằng 4, nhân 2 thì bằng 6. Chúng ta sẽ có kết quả là 64.000. Như vậy ở bài tính x này chúng ta sẽ có hai câu tính nhẩm được, đúng không ạ? Và hai câu thì chúng ta nên thực hiện rồi nhá. Các con hãy đối chiếu bài ở trên bảng của thầy nhà với bài của chúng mình ở trong vở nhé. Quả chúc mừng các con đã làm bài đúng chính xác bài tập số 3 này. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang dạng thứ tư giải toán có lời văn với bốn phép tính. Chúng ta sẽ chuyển sang dạng thứ tư và cuối cùng giải toán có lời văn với bốn phép tính. Các con đọc thật kỹ cho cô yêu cầu bài tập số 4. Bài 4, một kho hàng có 80.000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 38.000 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26.000 bóng đèn, hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn. Chúng ta sẽ đọc thật kỹ yêu cầu bài toán và phân tích đề bài cho cô nhé. Đầu tiên trong kho có, đúng không, 80.000 bóng đèn, và lần đầu thì sẽ chuyển đi, lần đầu chuyển đi 38.000 bóng đèn, đúng không? Chuyển đi, lần sau lại chuyển đi 26.000 ở lần sau, đúng chưa? Và hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn, đúng chưa? Đúng định bài toán, đúng chưa nào? Dựa vào phần phân tích đề bài thì các con hãy tóm tắt đề bài cho cô và tìm cho cô các hướng giải bài toán này và làm cho cô một cách vào trong vở của chúng mình nhé. Các con hãy dừng màn hình và làm cho cô bài tập số 4. Các con đã làm xong bài chưa nhỉ? Bây giờ dựa vào phần phân tích của cô cho mình vừa mới đọc và phân tích bài toán số 4 thì cô tóm tắt bài toán như sau. Mình sẽ đưa phần tóm tắt lên trên này. Tóm tắt này. Đầu tiên chúng ta thấy là có, đúng không? Đầu tiên ở một kho hàng thì sẽ có 80.000 bóng đèn. Đúng chưa nào? Đó. Và lần đầu thì chuyển đi. Đúng không? Lần đầu chuyển.
phần đầu chuyển đi là 38.000 máu. Lần sau chuyển 26.000 máu. Và bài toán yêu cầu hỏi phần điện còn lại trong kho. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng. Như vậy là cô đã vừa tóm tắt cho chúng mình. Bây giờ chúng mình nghĩ cho cô xem, à, sau phần tóm tắt như này thì hướng giải của chúng mình sẽ như thế nào? À, chúng ta có thể nghĩ ra vô vàn nhiều cách đúng không? Và cô đã cho chúng mình thời gian để chúng mình làm một cách lựa chọn một phương hướng giải đã vở rồi đúng nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến đây và cô sẽ hướng dẫn chúng mình các bước làm và các cách giải khác nhau để làm được bài toán này nhé. Ở đầu khi mà tóm tắt được như thế này thì cô nghĩ rằng cách thứ nhất chúng ta thực hiện, chúng ta có thể tính số bóng đèn còn lại sau mỗi lần chuyển, đúng không nào? Vậy thì lần thứ nhất sau khi chuyển đi thì còn lại bao nhiêu? Và còn lại bao nhiêu đó thì tiếp tục chuyển đi nữa thì lần sau thì sẽ còn lại bao nhiêu? Và chính ở sau cái lần đấy thì đấy chính là số bóng đèn còn lại trong kho, đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ đi tìm gì ạ? Số bóng đèn còn lại sau mỗi một lần chuyển. Và khi thực hiện sau mỗi lần chuyển đó thì chúng ta tìm cái phần bóng đèn còn lại đó, thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ tìm được cái phần còn lại, đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ lấy gì ạ? Số bóng đèn có được ban đầu trừ đi cái số bóng đèn còn lại sau khi trừ đi cái số bóng đèn chuyển đi lần đầu thì sẽ tìm được phần còn lại sau khi còn số bóng đèn còn lại sau khi chuyển, đúng không ạ? Và tiếp tục lấy cái số bóng đèn sau khi chuyển đó lại trừ đi cái số bóng đèn lần sau chuyển thì sẽ còn lại, đấy chính là số bóng đèn trong kho. Đấy là cách số 1. Vậy còn một cách nữa mà chúng ta sẽ làm được đó chính là gì ạ? Chúng ta nhìn ở đây xem bài toán này có mấy lần chuyển. Có 2 lần, lần đầu là một ngày, lần sau là một ngày. Như vậy thì chúng ta sẽ tính cả 2 lần chuyển nó luôn là tổng cộng bao nhiêu bóng đèn, đúng không ạ? Và tính cả 2 lần chuyển thì chúng ta sẽ làm cái gì? Phép tính cộng, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ tìm số bóng đèn còn lại bằng cách lấy số bóng đèn gì ạ? Ban đầu có trừ đi số chuyển của cả 2 lần thì sẽ ra số phần còn lại ở trong kho, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào phần bài giải nhé. Cô sẽ thực hiện cách số 1 sang bên này cho chúng mình. Cách 1 này chúng ta làm thực hiện với cô. Bài giải đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện số bóng đèn còn lại sau khi lần đầu chuyển, đúng không? Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu là thế chúng ta sẽ lấy gì ạ? Phép tính là lấy cái số lượng ban đầu là 80.000, đúng không? Chúng ta trừ đi cái số lần đầu chuyển được đó là 38.000. Phần này đều là các số tròn nghìn, các con có thể nhầm cho cô nhé. Chúng ta lấy 80 trừ 38, không cũng trừ được 8. Lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2. Nhớ 1, 3 thêm 1 bằng 4, 8 trừ 4 bằng 4, đúng không? Và chúng ta sẽ có kết quả là số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu đó là 42.000 bóng đèn. Tìm được số bóng đèn mà đã còn lại sau khi chuyển lần 1 thì chúng ta có tìm được số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần sau không? Tìm được bằng cách lấy số bóng đèn còn lại ở trong kho này trừ đi tiếp cái lần chuyển sau thì sẽ ra phần còn lại, đúng không nào? Chúng ta sẽ có lời giải thứ hai là số bóng đèn còn lại
sau khi chuyển lần sau là thế nào? Chúng ta lấy việc lấy số còn lại trong kho là 42.000 và chúng ta trừ đi cái lần chuyển ở phần sau đó là 26.000, cũng là số tròn nghìn. Chúng ta trừ này, 2 không trừ được 6 lấy 12 trừ 6 bằng 6 viết 6 nhớ 1, đúng ạ? 2 thêm 1 bằng 3 và 4 trừ 3 thì bằng 1. Như vậy chúng ta còn được kết quả là 16.000. Vậy thì ở bài toán này, cái phần số bóng đèn còn lại đằng sau chính là cái phần số bóng đèn còn lại ở trong kho, đúng ạ? Thì nó chỉ có 2 lần chuyển thôi. Vậy thì chúng ta tìm đáp số luôn. Đáp số 16.000 đấy là cách số 1. Chúng ta đi thực hiện gì ạ? À, tính số bóng đèn còn lại sau mỗi một lần chuyển. Còn ở cách số 2 thì như cô đã vừa phân tích, chúng ta sẽ tính tổng cho cô cả hai lần chuyển của bao nhiêu bóng đèn. Và sau đó thì chúng ta đi thực hiện bước 2, đó là tính số gì ạ? Bóng đèn còn lại trong kho, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ thực hiện cách giải số 2 sang bên này cho cô nhé. Chúng ta có cách 2 này. Cô sẽ thực hiện bài giải này. Số bóng đèn được chuyển đi, đúng không ạ? Chúng ta thực hiện số tính số bóng đèn được chuyển đi nào. Con chỉ cần lấy gì ạ? Số bóng đèn chuyển đi của lần đầu là 38.000 cộng với số bóng đèn của lần sau chuyển là 26.000 thì chúng ta sẽ có kết quả là gì ạ? 8 cộng với 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1, đúng không? 3 cộng 2 bằng 5 thêm 1 bằng 6, bằng 64.000. Bóng đèn được chuyển đi. Sau khi tìm được tổng cộng số bóng đèn được chuyển đi ở cả lần đầu và lần sau rồi thì chúng ta sẽ đi tính số bóng đèn còn lại trong kho là bao nhiêu. Chúng ta lấy số bóng đèn ban đầu có là 80.000 bóng, trừ đi số bóng đèn cả hai lần chuyển đó là 64.000 bóng thì sẽ bằng gì ạ? 0 trừ được 4 lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1, 6 thêm 1 bằng 7, 8 trừ đi 7 bằng 1, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là 16.000 bóng đèn. Đáp số như vậy thì chúng mình sẽ nhìn cho cô cả cách 1 và cách 2. Không biết rằng các con đã lựa chọn cách nào để chúng ta giải vào trong vở thì cả hai cách cô nghĩ rằng đều là rất tốt, đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn cách nào thì cũng chính xác theo những cái phần yêu cầu của bài. Và chúng ta nhìn xem cả hai cách thì đều có kết quả giống nhau, đúng không ạ? Về phần còn lại thì phải chính bài toán này chúng ta đã có những hướng giải chính xác rồi, đúng không nào? Và bài tập số 4 này cũng là bài cuối cùng trong tiết ôn tập thứ hai, ôn tập về bốn phép tính của chúng ta. Các con hãy vận dụng những kiến thức mà hôm nay cô trò mình cùng ôn tập trong tiết học ngày hôm nay để giải các bài tập luyện tập về số của tuyển sinh 247 nhé. Cô Hà chúc chúng mình làm bài thật chính xác, hiệu quả và cô hẹn gặp lại chúng mình ở tiết học sau.